Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến trao nhà, tặng quà và động viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin. Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên. Cải cách thủ tục hành chính, kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tạo đồng thuận trong nhân dân di chuyển mồ mả, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường vành đai 4. Lừa đảo lấy thông tin Zalo, Facebook để vay tiền qua mạng. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã đến trao nhà, tặng quà và động viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin tại hai huyện Phù Cừ và Kim Động. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng 110 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó huyện Phù Cừ là 40 suất, Kim Động là 50 suất và thành phố Hưng Yên là 20 suất. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng quyết định trao tặng số tiền 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Dương Văn Thừa, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam trao 50 triệu đồng cho gia đình ông Lưu Quang Lê ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ để xây nhà tình nghĩa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công lao và sự hy sinh mất mát to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cũng như Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các cấp ủy chính quyền trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác chính sách và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần hàn gắn vết thương, xoa dịu nỗi đau cho các cá nhân và gia đình chịu nhiều mất mát, đau thương do chiến tranh để lại. Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, các cấp, các ngành tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh đòi lại công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn lực, sự chung tay của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Dioxin, giúp các nạn nhân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chiều 10 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, diễn tập bảo đảm quốc phòng, an ninh sở ngành. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện thị xã năm 2023 gồm các huyện Kim Động, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Diễn tập quốc phòng an ninh gồm các sở nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành thẩm định và thông qua ý kiến diễn tập khu vực phòng thủ của các huyện thị xã và trình quân khu 3 thẩm định. Đối với chuẩn bị diễn tập quốc phòng an ninh của ba sở đều chuẩn bị tốt về thời gian, địa điểm, nội dung diễn tập. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tích cực chủ động công tác chuẩn bị diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị, soạn thảo các văn kiện bài tập, đồng thời làm tốt việc chỉ đạo xây dựng sở chỉ huy diễn tập, các khu vực thực binh, tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh theo đúng kịch bản đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn các bài tập tích cực nghiên cứu, tài liệu, chuẩn bị nội dung sát chức năng nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Chiều 10 tháng 8, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở công an xã Xuân Quan. Dự lễ khánh thành có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trụ sở công an xã Xuân Quan được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2023 với kết cấu nhà làm việc 2 tầng và công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh và ngân sách huyện, xã. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích trên 1.800 m2, đã giải quyết khó khăn về nơi làm việc cũng như việc sinh hoạt, học tập cho cán bộ chiến sĩ, giúp cho lực lượng công an xã chính quy đảm bảo điều kiện thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
Xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo công tác dân vận, nhất là trong việc di chuyển mồ mả, tạo sự đồng thuận của người dân, từng bước tháo gỡ nút thắt trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ được giao. Đến thời điểm này, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã kiểm kê xong 838 ngôi mộ cần di rời để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4. Xác định việc di chuyển mồ mả không đơn giản là bồi thường, hỗ trợ bao nhiêu tiền, mà là chuyện tâm linh phải tính toán tới nhiều yếu tố khó khăn phức tạp. Đảng ủy xã Mễ Sở đã chỉ đạo khối dân vận, các tổ dân vận thôn Hoàng Trạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của dự án tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao trong nhân dân. Chúng tôi cũng đã coi như tuyên truyền vận động tới coi như các gia đình giáo họ. Nhân dân cũng đã xác định được đây là cái công trình của quốc gia mà tất cả mọi cái là vì cái chung của đất nước. Thế nên là nhân dân là rất là đồng tình, ủng hộ. Chúng tôi đã vận động bản thân gia đình nhà tôi trước, sau đó đến nàng xóm, mọi người là rất đồng thuận và sẵn sàng di chuyển. Dự án đường vành đai 4 đi qua thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phải di chuyển 584 ngôi mộ, tập trung chủ yếu ở thôn Hoành Lạc. Khi bắt đầu triển khai, cấp ủy chính quyền cũng gặp khó khăn do người dân có tư tưởng di rời mồ mả chỉ thực hiện vào dịp cuối năm. Trước tình hình đó, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo khối dân vận thôn Hoành Lạc xây dựng các mô hình dân vận khéo về giải phóng mặt bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay các hộ dân có phần mộ phải di rời đồng thuận cao với chủ trương của nhà nước. 70% số mộ đã được di chuyển sang khu nghĩa trang mới. Cũng đã xác định đây là một dự án trọng tâm. Trong đó công tác dân vận là vận động nhân dân để thực hiện dự án này. Thì từ các bước phù hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện và các cấp đã đi kiểm kê mồ mả vận động nhân dân đúng theo tinh thần và đúng theo tiến độ. Nhờ cách làm bài bản, tôn trọng văn hóa tín ngưỡng cũng như tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân nên các địa phương đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong di rời mộ về nghĩa trang tập trung. Đến nay, huyện Văn Giang đã tiến hành kiểm kê xong 100% số mộ cần di rời là trên 3.355 ngôi. Huyện Văn Lâm đã di rời được 664 trên 825 ngôi. Phát huy vai trò công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng và nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả của các cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn bộ người dân lần đầu tiên đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Thuần Hưng đều phải thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản dịch vụ công, nghe hướng dẫn các thao tác nộp thủ tục hành chính trên mạng. Từ chỗ hầu như không có người dân nào biết đến dịch vụ công trực tuyến, đến nay việc thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường mạng đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Năm 2022, xã Thuần Hưng tiếp nhận và xử lý trên 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 55%. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý gần 1.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Tôi thấy công chức là rất là nhiệt tình, chu đáo. Giúp đỡ chúng tôi làm các cái dịch vụ công trên mạng như này thì rất là tiện ích. Ban đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến bây giờ được sự hợp tác của công dân, nhất là với những cái người trẻ, còn đối với những người mà cao tuổi thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền dần dần thì các bác, các chú cũng đã thực hiện. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đến nay, tỉnh đã công bố 1.713 trên 1.834 thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh đã cung cấp 645 dịch vụ công trực tuyến một phần và 944 dịch vụ công trực tuyến toàn phần. Kết hợp với những kết quả bước đầu từ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng phát huy hiệu quả và toàn diện. Người dân và doanh nghiệp dần hình thành thói quen làm thủ tục hành chính qua mạng Internet, góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết. Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của công dân doanh nghiệp được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Tôi đánh giá thực tế từ cấp xã đến cấp huyện, mà nói chung mình đi giải quyết các cái vấn đề về thủ tục ấy thì thấy là đều phát triển tốt. Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai
đồng bộ các cái giải pháp hỗ trợ tối đa người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Cụ thể như là trung tâm thành lập cái bộ phận hỗ trợ trực tiếp hoặc là thông qua cái tổng đài 1022 để hướng dẫn công dân là cách thức tạo tài khoản, rồi cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Năng lực các chỉ số cải cách hành chính của Hưng Yên năm 2021-2022 đã cải thiện nhiều mặt. So với năm 2020, chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2022 xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 10 bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 11, tăng 33 bậc. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI nhảy vọt 39 bậc lên hạng 14 cả nước. Hưng Yên đã có một cái sự tiến bộ vượt bậc về cái năng lực cạnh tranh và cái chỉ số PCI. Điều này cho thấy là từ một cái đơn vị đang nằm ở cái khoảng giữa nửa cuối của bảng xếp hạng đã vọt lên vào cái top 15 của bảng xếp hạng. Đây là một cái sự tiến bộ vượt bậc. Điều đó cho thấy là cộng đồng doanh nghiệp là ngày càng tin tưởng và tín nhiệm hơn về cái môi trường kinh doanh tại Hưng Yên. Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, việc cấp ủy chính quyền các địa phương đơn vị đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó đề ra các mục tiêu quan trọng trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên tinh thần lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhằm đa dạng các sản phẩm chế biến từ nhãn, nâng cao giá trị cho quả nhãn, giảm áp lực tiêu thụ quả nhãn tươi, thời điểm này, các cơ sở sản xuất chế biến long nhãn trên địa bàn tỉnh lại nhộn nhịp làm nghề. Gia đình ông Đỗ Mạnh Hùng, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã gắn bó gần 30 năm với nghề làm long nhãn. Trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất bán hơn 20 tấn long nhãn với giá bán từ 140 đến 160.000 đồng một kg, đem lại thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Ở trung bình ngày làm khoảng 2 tấn tươi, khoảng được 2 tấn tạ khô, bán cho Trung Quốc thì bán cho các nơi. Chế biến long nhãn này có nhiều cái ưu điểm. Nhãn vừa này mình tiêu thụ được nhãn của nhà mình, là không bị thương lái ép giá, mình xong mình cất đi thôi. Lúc nào được giá mình bán. Vấn đề về tiêu thụ nhãn quả thì cũng đã được xúc tiến, quảng bá để tiêu thụ sản phẩm nhãn quả cho nông dân. Ngoài ra thì cái sản lượng nhãn mà không bán quà được thì các hộ gia đình chế biến long nhãn đem lại hiệu quả kinh tế là cao. Phát huy thế mạnh nông sản của địa phương, Hợp tác xã Nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu nhiều năm nay đã phát triển chế biến long nhãn. Long nhãn của Hợp tác xã được sản xuất từ những loại nhãn Hưng Yên nổi tiếng như nhãn Hương Chi, nhãn Lồng, nhãn Chất Lượng. Thông thường từ 9 đến 10kg nhãn tươi sau khi sấy khô cho được khoảng 1kg long nhãn, mỗi kg long nhãn thu lãi từ 10 đến 15.000 đồng. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã tập trung phát triển đưa sản phẩm long nhãn tham gia chương trình OCOP nhằm khẳng định chất lượng thương hiệu cũng như mở rộng đầu ra theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trung bình mỗi vụ nhãn, Hợp tác xã xuất bán ra thị trường khoảng 10 tấn long nhãn. Với chúng tôi thì có đầu tư thêm một cái số thiết bị máy móc để phục vụ cho việc chế biến long nhãn. Sau một thời gian cung cấp thị trường thì sản phẩm long nhãn của chúng tôi đã được người tiêu dùng đánh giá rất cao, và đặc biệt sản phẩm long nhãn của chúng tôi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nghề chế biến long nhãn không chỉ tạo thu nhập cho chủ cơ sở chế biến mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động nông nhàn tại các địa phương. Hàng năm đến vụ thu hoạch nhãn, hàng nghìn người dân lại cùng tham gia vào nghề làm long nhãn. Công việc này thì nó cũng không lặng nhọc, nó phù hợp với đủ mọi lứa tuổi. Một ngày chúng tôi làm được khoảng từ 1 đến 200 nghìn. Toàn tỉnh có khoảng 400 hộ làm nghề chế biến long nhãn. Ngoài tiêu thụ ở trong nước, long nhãn được các thương lái thu mua và xuất khẩu sang Trung Quốc. Để tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm long nhãn, các hộ chế biến cũng tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, các siêu thị trên mạng Internet.
nhằm nâng cao chất lượng nông sản và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Thời gian qua, huyện Phù Cừ tập trung hỗ trợ cho hợp tác xã và người nông dân để nâng tầm sản phẩm OCOP. Mới đây, huyện đã có thêm 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP. 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP mới là cam đường canh, cam bố hạ của hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, cam Hưng Yên của hợp tác xã nông nghiệp Đăng Dương, xã Tiên Tiến, nhãn siêu ngọt tại hợp tác xã nông nghiệp Kiểu Mới, Đức Thắng, xã Minh Tân và vải trứng Hưng Yên tại hộ sản xuất kinh doanh ông Vũ Hoàng Ngân, xã Quang Hưng. Tất cả các sản phẩm trên đều được chứng nhận 3 sao. Thưa quý vị, chiếm đoạt tài khoản Zalo, Facebook hoặc đánh cắp thông tin cá nhân người dùng để lập một tài khoản Zalo, Facebook giả mạo và nhắn tin vay tiền là hình thức được nhiều đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng thời gian vừa qua để chiếm đoạt tài sản. Cách đây hơn một tháng, chị Thọ ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bất ngờ được bạn bè nhắn tin cảnh báo về việc có đối tượng giả mạo Facebook chị nhắn tin vay tiền hàng loạt. Thì một điều rất là tinh vi đó là gì? Ngoài việc mà giả Facebook của tôi thì họ còn có cả cái số tài khoản. Khi mà gửi đến thì cái số tài khoản đấy trùng tên với cả mình luôn. Nên là nếu như không có cái thao tác đó là check lại, gọi điện hoặc là xác nhận lại trực tiếp trên nhóm hoặc là gọi điện cho tôi thì có thể là nhiều người sẽ cả tin rằng à đấy là tôi và sẽ trực tiếp chuyển tiền. Khi mà tôi gọi video thì họ sẽ tạo ra những cái âm thanh tiếng bít bít để gọi như kiểu là mất kết nối hoặc là mất mạng, để ví dụ như là họ có thể là nhắn tin cho tôi mà không phải là giao tiếp bình thường. Và khi mà phát hiện những cái dấu hiệu khả nghi như vậy thì tôi không đồng ý chuyển tiền. Còn chị Phạm Thị Huyền ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên lại không may bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt thông tin và lập một Zalo giả mạo vay tiền các bạn bè trong Zalo của chị. Đã có một số người bạn của chị Huyền thực hiện chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo. Cái bạn ở trong đấy nhắn tin rục rã thì cũng là rất là tin tưởng chị, thì cũng không gọi điện hỏi chị mà mình cũng chuyển luôn lập tức ấy. Quay lại cái tài khoản đấy thì lại không xem được tin nhắn bởi vì họ đã xóa cái tài khoản rồi. Trên thực tế, rất nhiều người là chủ tài khoản bị chiếm đoạt thông tin cá nhân lẫn nạn nhân bị mất tiền bởi cho lừa đảo này thường im lặng hoặc chỉ cảnh báo trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội của người khác rồi nhắn tin lừa vay tiền hoàn toàn có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội của những đối tượng này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài một số trường hợp mất số tiền lớn được trình báo với cơ quan chức năng, thì những người bị đánh cắp thông tin nhưng chưa có thiệt hại hoặc thiệt hại ít về mặt kinh tế sẽ cần biết được các biện pháp để chủ động bảo vệ tài khoản của mình. Mạng xã hội là nơi khi người dùng cho phép bất kỳ ai cũng có thể vào xem và tìm kiếm thông tin cá nhân của người đó. Do vậy, để hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm đoạt thông tin tài khoản và lợi dụng lừa đảo, mỗi người dùng nên chủ động tìm hiểu các phương pháp bảo mật tài khoản mà các nhà mạng đã chỉ dẫn, cũng như bảo mật thông tin cá nhân của mình để tự đảm bảo an toàn cho chính tài khoản của mình và các bạn bè trên mạng của mình. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.